Thời điểm này thì cả nước đang hướng về miền Trung, nơi hàng chục nghìn người dân đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Và cũng chính lúc này đây, tình người là một lần nữa được nở rộ. Khắp mọi miền của Tổ quốc đều hướng về khúc ruột miền Trung bằng cả trái tim. Những lời động viên, những câu cầu chúc hay là những tin nhắn bình an liên tục được gửi đi. Không ai bảo ai, rất nhiều người đã tự đứng ra tổ chức quyên góp hoặc là nhanh chóng ủng hộ một chút nhỏ bé của mình, thậm chí trực tiếp vào khu vực đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, người dân cũng nên lưu ý là đóng góp thông qua những tổ chức và đơn vị có uy tín và phải đảm bảo an toàn cho chính mình. Trước tình hình bão lũ, rất nhiều người đã tự nguyện đứng ra quyên góp, kêu gọi ủng hộ bằng tiền và vật phẩm. Tuy nhiên, theo ca sĩ Thái Thùy Linh, người có kinh nghiệm tổ chức hàng trăm chương trình từ thiện, người dân cần lựa chọn những đơn vị, tổ chức uy tín và cần phải tỉnh táo để chắt lọc thông tin, đảm bảo cứu trợ hiệu quả. Cái tâm là chưa đủ. Cái nhu cầu của những người đang cần cái sự hỗ trợ của chúng ta là gì thì chúng ta mới thực hiện nó một cách chính xác, nó không lãng phí. Bao giờ mình cũng phải kiểm tra chéo, khảo sát về thông tin cả trên các phương tiện truyền thông, cả trên mạng xã hội và cả gọi điện trực tiếp cho những người trong những cái vùng như thế nữa. Sau lời kêu gọi trên mạng xã hội, chỉ sau vài tiếng, những con người thậm chí còn chưa kịp nhớ tên nhau đã xuất phát trên 4 chiếc xe bán tải cùng 2.000 áo phao, hàng nghìn chai nước sạch để ứng cứu bà con vùng lũ. Thì mình có nói chuyện với chồng với lại mẹ chồng tham gia chương trình này đi vào cứu trợ, vì là hiện tại mình có xe và có mình cảm thấy là trong khả năng mình có thể đi được, thì cũng chỉ về kịp đưa con đi học và xếp hai bộ quần áo vào lên đường đi bốc hàng.